Dạ, em kính chào quý cô chú, anh chị, quý nhà đầu tư cùng các bạn đồng nghiệp đã quay lại với kênh Đỗ Thanh Nhà Đất Bình Phước bên em nha. Hiện tại là Thanh đang đứng ở ngay trên cái ấp 1 của xã Thiện Hưng, huyện Bù Đốp, tỉnh Bình Phước. Thanh quay và giới thiệu cho cả nhà mình cùng xem. Trước màn hình của quý cô chú, anh chị là khu dân cư, đường điện và những con đường dẫn trực tiếp thông ra các khu, các xã của ấp 1 Thiện Hưng Bù Đốp của mình nha. Nếu như theo cái con đường trước mặt của mình đây thì sẽ di chuyển xuống cụm khu trung tâm hành chính của huyện. Đó, ở đây thì là đường thông di chuyển khu dân cư, đường là thông tứ hướng cả nhà. Còn nếu mình di chuyển theo con đường của Thanh đây là sẽ dẫn trực tiếp ra cụm khu trung tâm trường chợ trạm của xã Thiện Hưng của mình. Thì từ cái vị trí của Thanh đang đứng đây thì mình di chuyển ra khoảng là dao động gần 3 km. Chạy dọc trên con đường của mình là con đường nhựa, đường liên xã, khu dân cư, đường điện là hiện hữu quý cô chú, anh chị mình. Và đây, đây là con đường sẽ dẫn trực tiếp vào cái lô đất Thanh quay hôm nay. Con đường của mình ở đây là con đường sẽ thông sang các xã, cũng thông được xuống khu trung tâm luôn. Tại vì đường của mình cũng giống như những cái bàn cờ, có nghĩa là sẽ tất cả các nhánh, các ngã đều rẽ được về cụm khu trung tâm là đường thông nha cả nhà. Thì lô đất hôm nay Thanh quay được chính chủ nhà gửi bên Thanh quay bán. Hôm nay Thanh sẽ quay đặc biệt một xíu đất của mình là đất trồng cây nông nghiệp nha cả nhà, hay còn gọi là đất lúa. Thì tổng diện tích của mình được sở hữu là được 47 m, mặt tiền đường đất chiều sâu hai cạnh là 48. Tổng diện tích của mình là được 2.202,3 m², sổ sẵn cầm tay. Quý khách hàng lên sẽ được gặp chính chủ cũng như là về sổ sách và ranh giới của đất luôn. Với tổng hết cái lô đất mà chủ gửi bạn em quay bán đây sẽ là giá 300 triệu nha quý cô chú anh chị mình. 300 triệu ở đây chủ nhà sẽ bao sổ sách pháp lý rõ ràng cho mình. Đó. Và chạy trên con đường này thì mình sẽ đây, bây giờ em mời cả nhà cùng di chuyển với em để biết được thực tế cái con đường vào trong lô đất luôn ạ. Dạ, thì trong thời gian theo dõi cái clip của em, cả nhà cảm thấy phù hợp thì liên hệ trực tiếp cho em qua số điện thoại là 032 9393 717 hoặc 0362 176 779 nha. Con đường đây của mình là dẫn được sang đến nhà em cũng được luôn. Nói chung em là người dân ở đây thì sẽ được các cô chú anh chị mọi người gửi nhiều đất lắm, nên là em sẽ quay toàn được là chính chủ không nha quý cô chú anh chị mình. Đó, bây giờ em sẽ chỉ cái con đường cụ thể cho cả nhà mình cùng xem với em nha. Đây nha quý cô chú anh chị mình, thì em vừa đứng ở ngay cái ngã ba để di chuyển lại quay cho cả nhà mình xem. Còn ở đây là mặt bằng dân cư cũng như đường điện là có sẵn ở đây đây cả nhà mình. Đó, và trước màn hình của mình đều có dân cư ở. Lúc nãy là em đang đứng ở ngay cái ngã ba kia để quay lại cho cả nhà mình xem. Và đây là con đường đất rộng 3 m, có hiển thị rõ trong sổ của mình. Thì từ cái mặt tiền lộ nhựa mình đi thẳng vào trong cái lô đất của mình ấy, chắc một tí xíu thôi cả nhà. Đó, cả nhà cùng đi theo em nha. Đường này của mình đó là nếu mà mình đi xe ô tô vào cũng được luôn, nhưng mà nhìn như thế này thì cả nhà mình sẽ làm biếng đi vô ha. Đó, còn nếu mà mình đi xe Honda hoặc là đi bộ như em hiện tại bây giờ là chắc chắn là đi được rồi. Đó, và đường đây của mình sẽ dẫn vào các hộ ở trong. Nhưng mà cả nhà mình thấy đặc biệt không? Em cũng thấy lạ nha. Cả nhà mình thấy không? Đất trồng cây nông nghiệp hay còn gọi là đất lúa thường thường là phải trũng hoặc là như thế nào, nhưng mà cái lô đất này của mình rất chi là cao luôn. Cao là mình có, nói chung là trên đất của mình là trồng điều luôn đó cả nhà. Đất của mình rất cao luôn. Đó, đây bây giờ em sẽ lại chỉ cả nhà biết không, trong thời gian theo dõi đó em sẽ có gửi hình sổ cũng như đầy đủ thông tin của các tỉnh thành lên trên lô đất của mình, cả nhà cùng chịu khó theo dõi với em nha. Đây này cả nhà, đó lúc nãy là Thanh đang đứng ở ngoài ngay cái ngã ba đó và em đã di chuyển vào trong tới cái ranh giới lô đất của mình nè. Đó là từ đây này cả nhà, đó ở đây của mình, đó ở đây ha. Đây cả nhà cùng quan sát với em này, là từ đây. Đó, từ đây nha cả nhà, chạy thẳng xuống vào 48 cái mặt tiền này của mình. Tổng hết, tại vì từ đây của mình còn vòng qua bên kia nữa, sẽ được là 47 m mặt tiền đường đất đây. Đó, hiển thị rõ trong sổ của mình nha cả nhà. Còn tổng diện tích của mình sẽ được 2.202 m². Và từ cái vị trí lô đất em đang quay đây, nếu mình di chuyển ra cụm khu dân cư là chỉ có đúng 3 km thôi, là ra đúng tới cụm trung tâm hành chính huyện cũng như trường học, ủy ban xã và chợ lớn ở ngay cái chợ Thiện Hưng của mình nha quý cô chú anh chị mình.
Và con đường mà để dẫn vào đây là đường rất là thông luôn. Đó, đường của mình đây, mặt tiền của mình được hiển thị từ đó đến đây. Đó, bây giờ em sẽ đi hết cái mặt tiền này, cả nhà cùng chịu khó theo dõi với em nha. Dạ, thì cái lô đất Thanh đang quay đây mình sẽ được đảm bảo là đất đúng chủ, và trong quá trình mua bán mình sẽ có địa chính vào đo đạc cắm mốc cắm danh, đảm bảo là đúng đất, đúng vị trí, đúng diện tích như Thanh quay. Sổ của mình sẽ không có dính nợ xấu, còn nếu mà có vay ngân hàng thì sẽ có giấy xóa thế chấp cũng như là đầy đủ thông tin và tất cả những cái vấn đề, cũng như là cung cấp toàn bộ giấy tờ đủ để cho mình mua bán công chứng được. Đó. Đó, đến đây là hết ranh giới của mình nha cả nhà. Đó, từ đây của mình lại chạy xuống vòng tới cái vườn điều. Đây. Đây là từ đây chạy tới với cái chỗ Thanh chỉ đầu tiên đó là được 47 mét mặt tiền. Bây giờ em di chuyển vào trong đất này. Chất đất của mình á là đất đỏ, đất thịt pha sỏi cả nhà. Đó, mặt bằng thì cao, em cũng ngạc nhiên ghê á. Đó, còn cả nhà biết không, đây là đất trồng lúa thiệt. Nhưng mà trước mặt màn hình của mình là cột điện của người dân, đây là khu dân cư nhà cửa ở hết luôn nha cả nhà. Đó, có dân cư nhà cửa hết hết luôn. Cách mặt tiền của mình là chắc chỉ có chưa tới 100 mét nữa. Còn lô đất của mình là bằng phẳng như thế này luôn. Đó, bây giờ là em đang đi vòng cái ranh giới cho cả nhà mình cùng xem. Hết tổng cái diện tích lô Thanh quay đây là 2.202,3 mét vuông, chủ nhà bán hết. Có đúng 300 triệu bao sổ, gặp trực tiếp chủ nhà, có thương lượng nhẹ luôn nha cả nhà mình. Đó, dạ thì nãy giờ là em đang di chuyển từ cái góc đó chạy ngang hết cái mặt tiền và di chuyển vào giữa cái lô đất quay cho cả nhà mình cùng xem. Nếu mà từ thành phố Hồ Chí Minh quý cô chú anh chị mình di chuyển lên sẽ là 155 km. Còn nếu mà từ Bình Dương mình di chuyển lên là 105 km. Thì cả nhà mình sẽ di chuyển theo quốc lộ 13 là đi từ Bến Cát, Trơn Thành, Bình Long, Lộc Ninh. Còn từ Đồng Xoài lên trên em là 73 km. Cả nhà biết sao không? Nói chung là trong tất cả các clip đó thì Thanh cũng có giới thiệu số km cũng như gỡ những hình ảnh cụ thể chụp từ trên vệ tinh xuống. Nên cả nhà chắc chắn với em là em sẽ nói đúng số km nha. Hầu như là không sai luôn á cả nhà. Nếu mà có xe lệch là chỉ do cái vị trí của mình xuất phát là cao lắm là một vài km thôi. Đó, nên cả nhà mình cân nhắc. Và nếu như cả nhà mình chưa lên tới đất Bình Phước trên em thì em rất mong cả nhà kết bạn với em để em gửi vị trí cho khách hàng của em đi lại được an toàn, và có những con đường ở trên Google cho mình chọn lựa những con đường ngắn nhất, đi với thời gian không có mất thời gian nhiều nha cả nhà. Đó. Và nếu cả nhà thấy cái nguồn đất Thanh đang quay đây phù hợp với cái tài chính của mình, hoặc là như với cái sở thích cũng như nhu cầu mình đang cần, thì cả nhà liên hệ cho em để mình mua được nguồn đất giá chính chủ. Đó là số điện thoại của em là 032 93 93 717. Dạ, thì nếu mà cả nhà mình chưa có thích đất trồng lúa thì trong đất của trong video của em á có rất nhiều video em quay về đất cây lâu năm có, đất thổ cư có, nói chung đất thị trấn cũng có luôn. Để cả nhà cùng chịu khó tham khảo trong video của em nha. Nguồn nào thì gọi cho Thanh qua số điện thoại là em thường ghi ở dưới màn hình đó cả nhà mình. Còn cái hướng lô đất đây của mình cũng là hướng đông nam luôn. Đó cả nhà mình biết không? Nếu mình tiến lại đây là cách đây cái nóc nhà của mình gần lắm, đường điện cũng gần luôn. Đó. Dạ thì nãy giờ em cũng đã di chuyển từ ngoài đường vào trong đây của mình chắc khoảng 50 mét thôi. Và trong tới lớp lô đất trồng lúa, đất trồng cây nông nghiệp của mình. Đó, tổng diện tích là được 47 mét mặt tiền đường đất, chiều sâu hai cạnh là 48. Chủ bán hết chỉ có 300 triệu thôi, sổ sẵn. Đó, thì cả nhà mình cùng liên hệ với em nha. Đến đây thì em xin phép tạm dừng video tại đây. Cảm ơn sự quan tâm và theo dõi của quý cô chú anh chị, quý nhà đầu tư. Hẹn gặp cả nhà tại những video tiếp theo của em ạ.